Sâu Lam Nghệ An bây giờ sẽ chú trọng nhiều hơn vào khâu phòng ngự và thực hiện những tình huống phản công nhanh nhờ sự can lướt của bộ đôi Olaha và Oseni trên hàng công. Bên cạnh đó phần nào là khả năng bùng nổ của Phan Văn Đức. Vẫn là bóng trong chân của các cầu thủ Sâu Lam Nghệ An. Sai lầm của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui là đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và thủ môn Thanh Thắng. Thêm một lần nữa phải thất vọng. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến rõ ràng là không hài lòng với cách phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Cầu thủ mang áo tình huống rất hơi của hàng thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Phan Văn Đức trong làm Nghệ An. Và người dứt điểm cuối cùng là Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng đang chơi rất hay trong trận đấu này. Trận đấu chính đầu tiên của Xuân Tiến ở V-League. Nhưng anh đang thi đấu khá chững chạc. Bóng vào trong chân của các cầu thủ Sâu Lam Nghệ An. Điều chuyển hơi sâu. Tiếp tục là một cú nhồi bóng. Tiếc cho Phan Văn Đức ở tình huống vừa rồi. Chúng ta có thể thấy gương mặt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng rất bình thản. Một cú đánh đầu rất hiểm hóc của Phan Văn Đức. Người đã tung ra tình huống tạt bóng là Sĩ Hoàng. Không được. Đây là Đình Hoàng. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Sĩ Hoàng. Cú chơi bóng của Sĩ Hoàng. Rất đẹp. Không vào. Rất tiếc cho huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Các học trò của ông đã thi đấu rất hay, nhập cuộc rất tưng bừng ở trong những phút vừa qua. Cú sút rất hiểm của Phan Văn Đức nhưng rất tiếc là bóng đi ra ngoài khung thành của Nguyễn Thành Thắng một chút thôi. Sâu Lam Nghệ An bây giờ sẽ chú trọng nhiều hơn vào khâu phòng ngự và thực hiện những tình huống phản công nhanh nhờ sự can lướt của bộ đôi Olaha và Oseni trên hàng công. Bên cạnh đó phần nào là khả năng bùng nổ của Phan Văn Đức. Vẫn là bóng trong chân của các cầu thủ Sâu Lam Nghệ An. Sai lầm của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đẹp. Hồ Chí Minh. Niềm vui là đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và thủ môn Thanh Thắng. Thêm một lần nữa phải thất vọng. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến rõ ràng là không hài lòng với cách phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Cầu thủ mang áo tình huống rất hơi của hàng thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Phan Văn Đức trong làm Nghệ An. Và người dứt điểm cuối cùng là Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng đang chơi rất hay trong trận đấu này. Khi đấu ở vai trò cầu thủ chạy cánh trái, Sĩ Hoàng thường xuyên có những đường tạt bóng rất khó chịu.